mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền ô tô cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền mới vừa về được thêm một chiếc xe 7 chỗ giá mềm nữa nè các anh chị. Thì cái dòng này thì bữa giờ các anh chị cũng dặn Tuyền rất là nhiều nè. Thì hôm nay nếu mà thấy được cái video này thì nhớ gọi lại cho Tuyền ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là một chiếc xe 7 chỗ thì giá của nó thì lanh hoanh 250 triệu thôi các anh chị. Captiva phiên bản LTZ lại là số tự động nè các anh chị, đời 2008 nha. Chiếc này thì đi 69.000 km thôi. Thì bên Tuyền đang bán chiếc xe này với giá là 248 triệu ha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi các anh chị ha. Xe này là xe gia đình của cô chú khách mua xe Captiva bên Tuyền, đời 2016 các anh chị. Đó, thì nên là đổi qua chiếc xe này. Cô chú lên đời ha. Đó, nếu mà các anh chị nào có theo dõi bên kênh của Tuyền là sẽ thấy Tuyền có đăng một tấm hình giao xe với cô chú nữa. Nước sơn đây Tuyền thấy cũng rất là liền lạc, không có bị trầy xước gì nhiều hết ha. Cô chú này rất là kỹ, rất là chăm chút cho cái xe này luôn á. Tuy nhiên thì một chiếc xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% ha. Trầy xước hay là dặm tút ở một vài chỗ thì nó không là vấn đề gì hết nha các anh chị nha. Rồi xe này biển Sài Gòn nha, 51A11639 ha, biển số khá đẹp đó các anh chị. Rồi nếu mà các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Cho các anh chị nhìn cận phần nước sơn giúp Tuyền ha. Nước sơn Tuyền thấy rất là liền lạc ha, không có bị trầy xước, chỗ nào trầy thì Tuyền báo trầy. Đây những cái mối nối cũng còn rất là khích nè các anh chị, rất là đẹp luôn á. Đấy, cái màu này cũng sang nữa các anh chị. Bữa giờ các anh chị nào mà săn cái dòng này thì hôm nay thấy cái video này thì phải gọi liền cho Tuyền nha. Rồi, đây có xước nhẹ chỗ này, không bị ảnh hưởng gì hết ha, cứ để gì sử dụng thôi. Những mối nối này rất là khích nè. Rồi mình kiểm tra lớp ha, độ gây gió Tuyền thấy cũng còn sâu nè các anh chị. Mình mua về mình sử dụng cũng được khá lâu đó. Mâm thì Tuyền thấy cũng không có bị trầy xước gì nhiều, dăm này thì cũng không có vấn đề gì hết, 208 mà. Đó bình thường ha các anh chị ha. Rồi mình kiểm tra đăng kiểm nha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 12 năm 2021 ha, còn tới cuối năm nay nha các anh chị nha. Ở đây thì anh chủ có gắn viền che mưa, có ốp chén cửa ha, tay nắm cửa thì mạ rơm. Anh chủ có lên cho mình một cái bể bước nữa nha các anh chị nha, bể bước ha. Rồi kiểm tra keo chỉ giúp Tuyền nha. Xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đấy. Ngoài ra thì khi bán xe ra thì bên Tuyền có bảo hành riêng cho mình 3 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa ha các anh chị ha. Rồi có trang bị cho mình nẹp bước nữa nè. Đấy. Rồi nhìn Tuyền hỏa ốc dân cửa phía sau ha, còn nguyên zin chưa có dấu hiệu tháo mở nha các anh chị nha. Đó. Rồi mình kiểm tra lớp phía sau luôn ha. Mình kiểm tra rồi độ gây gió cũng còn rất là sâu, mâm thì cũng xước nhẹ những cái điểm này thôi chứ không có vấn đề gì hết ha các anh chị ha. Đấy. Mình mua xe này về mình chạy cũng khá lâu nữa mình mới thay vỏ, chứ không phải là mới mua xe về là phải tốn 4 cái vỏ ha các anh chị ha. Vỏ Tuyền thấy còn tương đối á. Ở đây anh chủ có ốp cho mình mấy cái viền đèn nè. Đây Chevrolet ha, Captiva phiên bản LTZ nè các anh chị. Xe này Tuyền chưa thấy có cam lùi ha. Các anh chị nào mình thích thì mình về mình trang bị thêm nha. Nhìn sơ giúp Tuyền phần gầm cũng như là lớp dự phòng nha các anh chị nha. Lớp dự phòng Tuyền thấy cũng còn độ gây dấu một sâu đó. Gầm bệ rồi còn ngon lành ha, không có ảnh hưởng gì hết á. Rồi Tuyền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem nha. Xe này thì cốp thì có ti ben trợ lực ha các anh chị ha. Trước tiên thì nhìn giùm Tuyền phần ốc cốp trước nha. Ốc cốp nè, keo chỉ cốp nha, nguyên zin. Đấy, ốc cốp, keo chỉ cốp nguyên zin. Rồi ở đây thì Tuyền đã gặp cái hàng ghế phía sau cùng thì Tuyền đã gặp xuống rồi các anh chị. Đó, nếu mà nhà mình không đi full người thì mình gặp xuống như thế này để mình để đồ ha, được một khoảng rất là lớn nè các anh chị. Đấy, đây dưới này là đầu nghề con đội tay quay ha, con đội này các anh chị. Đó, đầu nghề còn như là Tuyền để là hết cho các anh chị á, thì không có lấy ra bất cứ thứ gì á. Ở trong những cái phần nhựa tì tay này các anh chị, 2008 mà cái bệ tì tay nó như vậy là chứng tỏ là chủ xe rất là kỹ luôn nha, không có một vết trầy xước nào luôn á. Đấy, 2008 khá là kỹ nha. Rồi Tuyền đóng lại ha các anh chị ha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Rồi Ghế thì ghế da nguyên zin các anh chị, tông màu kem ha. Tuy nhiên thì hàng ghế phía sau thì Tuyền thấy không có nhùng, cũng còn rất là căng. Đấy, chứng tỏ là cũng ngồi ít đó các anh chị. Trần thì trần nguyên bản, sàn thì sàn nguyên bản ha. Tuy nhiên thì Tuyền thấy hai cái ghế tài phía trên này, thì Tuyền thấy có phần hơi bị nhùng, bị dơ ha các anh chị ha. Đây nè, đầy tì tay nè, hơi dơ nha. Ghế bên phụ thì cũng hơi nhùng ha, cũng có phần nhăn nhưng mà không ảnh hưởng gì hết á, xài bình thường. Đó, xe 208 quan trọng là chất xe thôi, còn mấy cái đó thì mình trang bị được ha các anh chị ha. Rồi trước tiên thì nhìn Tuyền cái phần vô lăng ha các anh chị ha. Vô lăng thì thấy rất là mới, không có bị trầy xước ha, tuy nhiên thì có hao mòn nhẹ ở những chỗ này ha các anh chị ha, hao mòn nhẹ đấy, cũng không bị trầy xước, logo cũng không bị hao mòn gì hết. Nhìn giúp Tuyền đồng hồ nha, 69.643 km ha các anh chị ha. 2008 tính tới nay đi khoảng 69.000 thì chắc các anh chị sẽ nghĩ là xe này nó bị tua đồng hồ đúng không các anh chị? Nhưng mà mình cứ tới mình coi xe trực tiếp đi, mình đánh giá chất xe nè, rồi mình nhìn vô lăng, nhìn cần số, mình nhìn xung quanh xe để mình đánh giá được là xe này đi nhiều hay đi ít, có tua hay là không tua nha các anh chị. Rồi phía bên này thì có trang bị cho mình một cái đầu CD ha. Đó các anh chị nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp Tuyền, cần số cũng rất là mới nha, không có bị trầy xước gì hết đó các anh chị. Bị tì tay nè, bị tì tay thì có phần hơi dơ thôi ha, không có vấn đề gì hết. Trần không có dơ, trần rất là sạch sẽ luôn. Cô chú này rất là kỹ và rất là chăm chút cho cái xe luôn á các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ nhé. Đó các anh chị mà thích chiếc này thì mình lên mình xem xe trực tiếp đi. Rồi cho các anh chị nhìn cái bệ tì tay luôn ha. Bệ tì tay của bên tài nha các anh chị nha, thì có phần hơi nhùng, hơi dơ. Đấy, chỗ này thì có hơi hao mọn tí xíu. Đó, chỗ nào mà nó có gì khác biệt thì Tuyền sẽ báo với mọi người nha, để cho các anh chị mình ở tỉnh xa, nếu mà mình thích chiếc này thì mình biết được tình trạng xe nó như thế nào thì mình chốt xe online là Tuyền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nhà mình luôn ha. Khoan đợi Tuyền tí nha. Rồi rồi trước tiên nhìn Tuyền phần ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo ha các anh chị ha. Nắp cabo thì có ti ben trợ lực nha các anh chị nha. Đấy, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha các anh chị ha. Xe mà có đâm đụng có làm lại những cái phần đó thì tem mát nó sẽ không còn nữa nha. Xe 2008 mà tem mát còn nguyên hết nha các anh chị nha. Rồi xuống nhìn xuống phần ốc chân đèn khung xương nè. Đây, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Đây, tem mát từ nhà máy vẫn còn. Đó, ốc chân đèn còn nguyên zin hết nha các anh chị nha. Rồi nhìn sơ vào phần ốc máy giúp Tuyền luôn. Tuyền nhắc lại một lần nữa nha, xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng luôn, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Nếu mà các anh chị nào mình có thợ thầy rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái ha. Còn nếu mà mình muốn chắc nữa thì mình mang ra hãng mình test là chắc nhất ha các anh chị ha. Rồi Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên cạnh Tuyền đây là chiếc Captiva phiên bản LTZ số tự động đời 2008, đi mới có 69.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 248 triệu. Giá ở đây Tuyền báo thì sẽ bớt cho các anh chị tí lọc khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu như mà các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là 642B quốc lộ 13 Hiệp Bình, Phú Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh, mình thích chiếc xe này quá mà mình chưa thể lên xem xe trực tiếp liền được thì có thể là xem qua một cái video chi tiết xe bên Tuyền đi. Sau đó mình sẽ chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 20 triệu thôi. Tuyền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn, nếu đúng như những gì bên Tuyền cam kết, đúng như những gì bên Tuyền làm video thì khi đó các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Và Tuyền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán tại gần nhà các anh chị luôn, các anh chị không có mất thời gian đi tới lui, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Và nếu như mà các anh chị nào mà có theo dõi bên kênh của Tuyền thì sẽ biết là cái dòng này bên Tuyền về á, lâu lâu mới về được một xe nhưng mà bán thì cực kỳ nhanh luôn, cho nên nếu mà các anh chị nào đã ưng rồi thì mình tranh thủ mình tới mình xem xe mình chốt cọc liền ha, chứ còn mà chần chừ suy nghĩ thêm 1-2 hôm đến khi quyết định mua chiếc xe này thì bên Tuyền đã bán mất lúc đó lại tiếc ha các anh chị ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của Tuyền nha. Đừng quên cho Tuyền xin một like và một lượt đăng ký ha, để những cái xe nào mà mới nhất bên Tuyền về thì các anh chị là người đầu tiên xem được nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.